Đuổi mày đây, mày quay lại đây. Tao đây. Tao đánh nhá, tao đánh nó chừa luôn. Tao chừa em nhá. Rank siêu cấp với rank thường là sao vậy? Nghĩa là bên anh em phải hiểu, bên Trung Quốc có rất là đông dân. Nó phải chia ra nhiều cụm server. Thì nó chia ra những cái cụm server, ví dụ như kiểu server thường là cái server. Nghĩa là server thường ấy thì nó có 7 server thường, tùy vào các loại tỉnh của Trung Quốc. Thì có một cái server thường là server đánh hay nhất, thì anh em phải đạt được cái mức kim cương 2 hoặc là kim cương 1 đấy, chứ không nhớ rõ lắm. Kim cương 2 hoặc kim cương 1 của server thường cao nhất đấy, thì anh em bắt đầu mới được duyệt lập cái nick của siêu cấp, nick của siêu cấp đấy. Ờ đúng rồi, là như thế đấy. Nghĩa là phải đạt được mức kim cương 2, kim cương 1 của rank thường thì mới đủ điều kiện để vào rank siêu cấp. Trung Quốc đánh chán hơn Hàn á. Thế thì anh em nhầm ấy. Tại vì anh em đang bị nhầm với cái server thường của Hàn ấy. Duy chưa chơi siêu cấp bao giờ, nhưng mà nghe thiên hạ đồn là siêu cấp này nó kinh lắm. Quỷ không đấy. Siêu cấp nó khác bọt với server thường nhiều đấy. Vào thử đi về mid Trung Quốc xem nào. Hàn á, Hàn không, Hàn chỉ có một server thôi anh em, không có siêu cấp được biết cái đâu. Trung Quốc này nó đông dân thì nó mới vẽ này. Trung Quốc nó đông dân quá anh em ạ. Nó phải vẽ như này ra thì nó mới được, chứ không loạn lắm. Ngợp. Ngợp chưa? Làm tí á. Chịu cái áp lực dần nè. Duy còn tới chơi rồi đấy. Chịu những cái áp lực này dần nè. Duy còn bắt đầu tới chơi rồi đấy. Về chơi nhỉ? Tao bấm cái thiêu đốt thì núp làm sao mà có máu được. Mít gắt. Chào mừng fan Doom à? Doom đúng à? Đom đóm à? Trông không giống idol gì cả. Đừng binh, sorry. Tao vừa đi từ nhà ra. Go home. À thôi, chết. Lai à? Thích lai không? Thích lai lủng không? Vẫn còn mít đó có 16 lính thôi anh em ơi. Anh em mình xếp quay nha. Đang có lợi thế cứ xếp quay thôi anh em ơi. Kẻ vào đầu nó. Ê. Thôi anh trai ơi. À đẩy hộ. À đẩy hộ. Ok.
Bảy hộ thôi không ăn, ok ok. Like cho cái. Các tình cảm của mình nó dí dít đi. Bố mày đây, mày quay lại đây. Tao đây. Tao đánh nhá, tao đánh nó chừa luôn. Tao chừa em nhá. Nhá, 23 CS. Mày thích landing với tao à? Ui dồi ôi. Mày còn có cả gót luôn à. R nhá. R này gót này, R gót này. Đào Thủy đã uy scan 50.000 đồng. Đang đồng mà em, làm gì mà gáy kinh thế. Em cảm ơn anh Thủy. Thủy ơi em bảo này. Thánh thủ. Thánh thủ mà gáy đi. Lên cao cao thì nó tát ù tai thì lúc đấy còn đỡ. Có được bao nhiêu trận đâu. Thì mình cứ thế đi. Có cây nhá. À, trí tuệ nhân tạo này. Trí tuệ nhân tạo này. No. Con lát nha. Ok ok. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Biết mình leo la là ngon lắm rồi. Để rồi. An ally has been slain. Cảm giác lúc đấy sai ra sao? Cảm xúc lúc ấy sẽ ra sao? Mày sờ được vào người tao á? Mày nghĩ ra không quá đâu. Modder là cô đơn thật mà anh em. Một mình nó trên top của ai cứu đó. Cô đơn thật đấy chứ. Còn nó rơi nhá. Xem phim à? Xem phim à? Hóng hớt à? Chết vì cái tội hóng hớt con ạ. Chết vì cái tội hóng hớt con ạ. Nhưng mà chính ra như cái ông NONO bây giờ ra đường là khả năng là còn rợp mấy chứ nhở. Tôi thật đấy chứ bây giờ ra đường là dở hơi luôn đấy nhở. Tự nhiên đang ngồi ăn bắt cháo mà ăn cái ghế vào đầu thì cũng không trách ai được thật sự luôn đấy. Không trách được. Đây Rickon tới chơi bro. Ê ê ê.
đi còn tới chơi pro. Đi còn tới chơi pro. Đi đổi tên là anh quên đấy. Hello. Ui, wow. Căng nhờ. Mày nó cầm cái gót quỷ thần luôn đấy chứ. Nó cầm cái gót quỷ thần luôn đấy chứ nhờ. Được. Được đấy. Thì nha, tôi đi mid hợp lý đấy anh em ạ. Nhờ. Đi mid khi hợp lý hơn đi rừng á. Mà phải về. Đơn luôn chứ.